Các bạn đang xem trên kênh Top Nghe Nhìn với chuyên đề Góc Nhìn Cuộc Sống. Sự nổi trội của người khác càng làm rõ hơn sự thua kém của bản thân. Thành công của người khác càng làm thất bại của bản thân thêm nặng nề. Nếu không có tâm thái sẵn sàng chấp nhận, một người rất dễ nhìn thấy thành công của người khác mà không dám đối mặt với sai lầm của bản thân mình. Và sau đây mời các bạn lắng nghe 7 lý do vì sao bạn mãi thua kém người khác. Thứ nhất, thường xuyên than thở khi phải làm việc. Những người thành công là những người luôn tìm được niềm vui trong mỗi công việc của mình, và họ cực kỳ hạnh phúc khi được làm việc. Chỉ với những việc nhỏ bạn đã than thở, thì ở những việc lớn, làm sao bạn có thể hoàn thành? Nên nhớ, người thành công là người không bao giờ than thở. Họ sẽ ôm việc vào mình và cố gắng đến cùng. Vì vậy, hãy ngừng than thở và trách móc để cống hiến hết mình trong công việc, rồi thành công sẽ tự tìm đến với bạn. Thứ hai, lúc nào cũng nghĩ mọi việc quá khó. Bạn nghĩ nó khó ư? Và nó sẽ thật khó. Tư tưởng của bạn bị giới hạn bởi cảm xúc tiêu cực trong bạn. Tại sao bạn lại tự chê trách chính mình khi mình chưa hề thử? Vì vậy bạn đã thua cuộc trước khi bắt đầu. Thứ ba, không nhìn thẳng vào người đối diện khi nói chuyện. Tại sao? Vì ngoại hình bạn không đẹp, hay bạn sợ đối phương nhìn mình với đôi mắt sắc lạnh? Dù bạn bào chữa bằng lý do gì đi nữa, thì việc thế này sẽ khiến bạn đánh mất rất nhiều cơ hội. Chỉ khi nhìn trực diện, bạn mới cư xử đúng mực để khiến người khác hài lòng. Còn lảng tránh ánh nhìn có nghĩa là bạn sẽ mãi là người theo sau mà thôi. Thứ tư, có tiền cũng không dám xài. Khi bạn làm ra 10 phần, bạn có quyền xài 9 phần và để dành 1 phần. Với những người biết lo xa và có hoài bão rộng lớn, họ sẽ xài 5 phần và để dành 5 phần. Còn bạn, chính vì trong tiềm thức luôn lo sợ rằng mình nghèo, nên luôn để dành hết 9 phần và chỉ tiêu xài 1 phần. Nhưng chính điều đó lại khiến bạn bị mắc kẹt trong suy nghĩ mình vẫn luôn nghèo và không bứt phá được bản thân. Thứ năm, luôn cúi mặt khi bước đi. Điều này tạo ra trong tiềm thức của bạn một thói quen khiến bản thân bạn cảm giác bị tự ti, và lúc nào bạn cũng nghĩ rằng mình luôn thua kém người khác. Dù đi với ai hay trong hoàn cảnh nào, bạn cũng hay cúi đầu xuống để tạo cảm giác an toàn. Thói quen này sẽ giết chết mọi hoài bão của bạn. Thứ sáu, không chăm chút ngoại hình. Điều này khiến bạn thiếu tự tin. Ăn mặc nhếch nhác sẽ khiến người đối diện phản cảm. Họ sẽ luôn coi thường và không bao giờ xem trọng bạn, ngay cả khi bạn làm việc rất giỏi giang. Và đơn giản là khi không chăm chút ngoại hình, bạn chẳng bao giờ được đến những nơi sang trọng, tiếp xúc được với những con người sang chảnh. Thứ bảy, hay đi chơi với những người nhàn rỗi. Những người nhàn rỗi thường có tư tưởng giống nhau, an phận. Và bạn càng tiếp xúc nhiều với họ, bạn càng chây lười như họ. Có thể cuộc sống như thế cũng có mặt tốt, nhưng đây cũng là lý do khiến bạn dễ dàng bỏ cuộc khi gặp những thử thách gian nan. Sự nổi trội của người khác càng làm rõ hơn sự thua kém của bản thân bạn. Hãy sửa đổi để thành công. Lòng đố kỵ là điều kiện cần để trưởng thành, và điều kiện đủ là bạn phải cố gắng sửa đổi nhiều hơn nữa. Nếu không, bạn chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi. Chúc các bạn thành công trong những công việc mình lựa chọn. Và đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để xem các video mới nhất. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.